Hello xin chào các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình dĩnh Thì hôm nay là thứ hai, Ngày 15 tháng 11 năm 2021 Thì bữa nay mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan và xài các bò lọc cho các bạn được biết nha Thì cụ thể là hôm nay giá xài Đài Loan thì nó cũng không có thay đổi gì nhiều các bạn Cụ thể là giá xài Đài Loan vàng là vàng nhất là 24.000 vàng nhì là 6.000 à, xài xanh xanh nhất là 14.000 và xanh nhì là 6.000 thì à, hôm nay thì hàng hai nó lên được ngàn các bạn mỗi loại nó lên ngàn nha còn sẽ dạng thì lần à, một nó tụt các bạn ơi là một nó tụt ngàn thì à, chỗ em mình là thu mua tại vườn khu vực Đồng Tháp. Thì bà con nhà vườn nào mà có xài thì cứ liên hệ trực tiếp số của em mình nha. Thì uh, mình xin nhắc lại là giá xài đài lon hôm nay là xài đài Loan vàng nhất là 24 ngàn. Vàng nhì là 6 ngàn. Xài xanh là xanh nhất là 14 ngàn. Và xanh nhì là 6 ngàn. Còn uh, về giá xài các quà lọc thì hôm nay uh, giá xài các quà lọc tăng nha các bạn. Cụ thể là em trường ở dòng cống thu mua xài các quả lọc tại vườn là xài là 300 g đổ lên nha các bạn cụ thể là giá là dao động từ 30 cho đến 40 000 xô ha xô thì bỏ đeo nè đeo sâu xì bỏ xe cốc đó các bạn thì bà con nhà vườn nào mà có xài các quả lọc mà muốn bán thì cứ liên hệ trực tiếp số của em trường ở dòng cống nha tu mua trong tỉnh. Thì giá xài các quả lọc mà hôm nay là nó tăng nó tăng được 5.000 đó các bạn. Đó. Thì mình cũng nhắc lại là giá xài các quả lộc tu từ 300 g đổ lên. 300 g đổ lên bỏ sâu xì. chứ đeo là dao động từ 30.000 cho tới 40.000 tùy theo mặt xài nha các bạn. Nếu xài các bạn đẹp thì 39 40. À. Thì hôm nay là giá các loại lọc nó tăng thì cũng uh, mừng các bạn ơi. Thì vườn uh, hai mình thì cũng uh, Nói chung là bao uh, 50. 50 50 các bạn. 50% 100 vàng, 50% uh, 100 trắng nha. Thì đợt uh, đợt 3 cũng có bao thêm được trại trăm bờ trắng. Đó. Thì uh, chắc tầm cũng khoảng 3 4 tuần nữa mới hái các bạn thì đây tới đó thì cũng không biết giá như thế nào nha thì mong là trước Noel xài mình thu hoạch trước Noel của các bạn khoảng chắc khoảng 15 đô 15 16 tháng 12 thì giữa tháng 12 trước Noel ha thì mong tới đó là giá cả nó có à, lên để mình làm nó nó, đã, nó 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 trúng mùa mà được giá thì nó phấn khởi hơn các bạn ơi thì video hôm nay mình cập nhật giá xài Đài Loan ngắn gọn và các quà lọc ngắn gọn tại đây nha các bạn các bạn xem video nhớ like ủng hộ mình nha những bạn nào mà mới vào kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn đây xài mình nè các bạn nói chung là mới mới bao khoảng được khoảng 3 tuần các bạn ơi hai tuần ba tuần gì đó nha thì chắc là độ khoảng tầm một tháng nữa mới hái được. Cũng khoảng 300 300 g các bạn, 3-400 g. Thì video mình hôm nay tới đây cũng xin kết thúc tại đây các bạn. Các bạn xem video nhớ like ủng hộ mình nha. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.